Nghệ sĩ Thương Tín xuất hiện với vẻ ngoài gây choáng khán giả xót xa khi thấy tình cảnh hiện tại. Mới đây, nam diễn viên Thương Tín bất ngờ xuất hiện thông qua ống kính của team qua đường. Hình ảnh nam diễn viên gầy gò gây sốc, nhiều người không khỏi lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Thương Tín. Trong clip, nghệ sĩ Thương Tín đang đi lang thang trên một con phố, tay cầm chai nước. Nam diễn viên mặc bộ đồ tối màu và gương mặt đen sạm lộ rõ vẻ tiều tụy, hom hem thiếu sức sống. Hình ảnh về Thương Tín nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ phía dư luận. Nhiều người bày tỏ sự xót xa cho hoàn cảnh hiện tại của nam diễn viên biệt động Sài Gòn. Nhiều người không thể tưởng tượng nổi việc Thương Tín từng là một nam tài tử nức tiếng của làng điện ảnh Việt. Anh từng có cát-xê một chỉ vàng mỗi bộ phim, tuy nhiên sự nghiệp của ngôi sao lừng lẫy xuống dốc không phanh vì đam mê cờ bạc. Gần đây, nam nhạc sĩ Tô Hiếu chia sẻ với truyền thông về việc Thương Tín chuyển từ quê lên thành phố Hồ Chí Minh sinh sống. Vì không chịu nổi cuộc sống ở quê, nên nam diễn viên đã ngỏ lời với anh về việc quay lại thành phố Hồ Chí Minh sinh sống và được đàn em đồng ý. Về cuộc sống hiện tại, Thương Tín đang sinh sống cùng ba người bạn già khác tại nhà nhạc sĩ Tô Hiếu. Kể từ khi dọn về ở chung với mọi người, Thương Tín thoải mái hơn về tinh thần và sống vui vẻ lạc quan hơn thời gian trước đó. Nam diễn viên cũng ăn uống được hơn và tăng cân nhẹ. Có lẽ anh ấy sợ đi khám sẽ phát hiện nhiều bệnh trong khi mình lại không có tiền điều trị, trở thành gánh nặng. Hiện tại, nhìn bên ngoài thì anh rất ổn, khỏe mạnh. Nam nhạc sĩ chia sẻ, anh ấy thỉnh thoảng quên này quên nọ, có những chuyện anh vừa nói xong, sau đó nói lại 2-3 lần. Tô Hiếu chia sẻ về Thương Tín. Cuối tháng 2 năm 2021, Thương Tín phải nhập viện vì bị đột quỵ nhưng xin về nhà sớm vì không có tiền trả viện phí. Sau đó, diễn viên Trịnh Kim Chi phải đứng ra kêu gọi giúp đỡ tiền bạc cho Thương Tín vượt qua thời điểm khó khăn. Tuy nhiên, sau thời gian nhận được sự trợ giúp từ Trịnh Kim Chi, Thương Tín bất ngờ yêu cầu đàn em bàn giao số tiền còn lại cho con gái ông. Sau đó, nam diễn viên còn tố Trịnh Kim Chi nhập nhằng tiền bạc khiến khán giả không khỏi phẫn nộ. Một số người tỏ ra không hài lòng với cách hành xử của nghệ sĩ Thương Tín đối với Trịnh Kim Chi, người từng đứng ra giúp đỡ mình thời điểm khó khăn.